cả quân đội Nga và Ukraine đều có thể cạn xe tăng trong 2-3 năm tới nếu tiếp tục chịu tổn thất như hiện nay. Cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai vẫn chưa tìm thấy lối thoát. Chiến tranh tiêu hao đang khiến cả Nga và Ukraine kiệt quệ. Theo các nhà phân tích quân sự độc lập phương Tây, khi phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Nga huy động 2.987 xe tăng và khoảng 4.000 xe thiết giáp. Sau khi gần 2 năm giao tranh, Nga đã mất ít nhất 2.619 xe tăng và nửa số thiết giáp ban đầu. Trong số tổn thất xe tăng của Nga có khoảng 1.700 chiếc bị phá hủy, 145 chiếc hư hại, hơn 200 xe bị bỏ lại và 544 chiếc bị lực lượng Ukraine thu được. Biên tập viên David Ace của Forbes cho rằng nếu không có lựa chọn bù đắp cho tổn thất trong chiến sự, quân đội Nga sẽ chỉ còn 368 xe tăng, vô ích để tiến hành các chiến dịch tiến công quy mô lớn có ý nghĩa. Trong khi Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ phương Tây, quân đội Nga có nguồn xe tăng thay thế đến từ nhà máy Kurapagon Zavod, nơi đang chế tạo xe tăng T-90M mới, cùng 4 cơ sở chuyên sửa chữa và hiện đại hóa xe tăng đang niêm cất trong kho. Giới chuyên gia phương Tây thừa nhận chưa thể ước tính được công suất chế tạo, sửa chữa hoặc hiện đại hóa xe tăng của Kurapagon Zavod và các cơ sở khác. Nga thông báo đã nhận được 1.500 xe tăng mới và phương tiện được hiện đại hóa sau cuộc cải tổ sâu rộng ngành công nghiệp quốc phòng, giúp nâng sản lượng lên 3 lần trong năm 2023. Với lượng xe tăng tổn thất và số lượng bù đắp, số xe tăng sẵn sàng chiến đấu của Nga hiện nay có thể là 2.400 chiếc, được đánh giá là đủ đáp ứng nhu cầu nếu họ không mở các đợt đột kích chớp nhoáng bằng tăng thiết giáp vào hậu phương Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga thành lập thêm nhiều đơn vị mới để phục vụ chiến sự ở Ukraine, số lượng xe tăng này sẽ không đủ để trang bị cho các sư đoàn, lữ đoàn như trước đây. Vấn đề là nền công nghiệp quốc phòng Nga có thể không đủ khả năng sản xuất được lượng lớn xe tăng như Điện Kremlin thông báo, theo nhóm phân tích tình báo nguồn mở ARI ở Pháp. Theo đánh giá của ARI, ngành công nghiệp quốc phòng Nga chỉ cho ra lò khoảng 390 xe tăng mỗi năm. Điều này đồng nghĩa họ sẽ chỉ bổ sung, phục hồi được 780 chiếc trong 2 năm chiến sự. Trong trường hợp này, lực lượng xe tăng mà Nga hiện có chỉ có khoảng 1.180 chiếc. Điều tồi tệ hơn là các đòn tấn công bằng máy bay không người lái UAV tự sát của Ukraine đang khiến Nga mất nhiều xe tăng hơn khả năng bù đắp của họ, ngay cả khi ngành công nghiệp quốc phòng hoạt động hết công suất. Trong tình cảnh đó, Nga có thể cạn kiệt xe tăng trong 2-3 năm tới nếu chiến sự tiếp tục kéo dài. Michael Goldman, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Carnegie Endowment có trụ sở tại Mỹ, nhận định rằng tình trạng thiếu hụt phương tiện chiến đấu hạng nặng của Nga còn diễn ra với xe chiến đấu bộ binh. Mức tổn thất hiện nay đồng nghĩa Nga mất khoảng 1.000 thiết giáp BMP các loại mỗi năm. Để bù đắp cho nhà máy Kurska Mazdavod ở miền Nam Nga, có thể xuất xưởng tối đa 400 chiếc BMP-3 mới trong một năm. Số còn lại được rút từ các kho niêm cất của Nga. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nhiều thiết giáp trong kho niêm cất Nga không đảm bảo điều kiện tác chiến. Phân tích gần đây dựa trên ảnh vệ tinh cho thấy trong số 3.000 thiết giáp được niêm cất tại kho bãi ngoài trời của Nga, hơn 700 chiếc trong tình trạng hư hại cho đến mức không thể sửa chữa. Nếu nhà máy Kurska Mazdavod không còn tăng đáng kể sản lượng, Nga sẽ cạn kiệt thiết giáp trong kho dự trữ vào năm 2026, thậm chí sớm hơn với mức độ tổn thất như hiện nay. Theo nhà phân tích Andriy Bebetur, lực lượng Nga gần đây mất ít nhất 300 thiết giáp BMP mỗi tháng. Ukraine cũng đối mặt với nguy cơ thiếu hụt xe tăng nếu chiến sự với Nga kéo dài. Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine khoảng 300 xe tăng chuẩn NATO. Khoảng 2/3 trong số này là mẫu Leopard 1, được thiết kế từ gần 70 năm trước. Số xe tăng phương Tây viện trợ không đủ để trang bị cho các lữ đoàn Ukraine, vốn cần 1.200 đến 1.000 chiếc. Nhờ đó, quân đội Ukraine buộc phải phụ thuộc vào T-64, mẫu xe tăng được Liên Xô thiết kế vào những năm 1950-1960. Khi chiến sự bùng phát, quân đội Ukraine vận hành khoảng 800 xe tăng T-64 và niêm cất khoảng 450 chiếc. Giới quan sát ước tính nước này biên chế hơn 2.500 xe thiết giáp các loại. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tháng trước cho biết, Ukraine mất 14.000 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, thiết giáp chở quân và các phương tiện khác kể từ khi chiến sự bùng phát. Trong số đó, khoảng 400 xe tăng T-64 Ukraine đã bị Nga phá hủy hoặc tịch thu. Giới chuyên gia phương Tây nhận định, dù tỷ lệ tổn thất T-64 của Ukraine ở mức 200 chiếc mỗi năm, nước này sẽ cạn mẫu xe tăng này sau khoảng 4 năm nữa.
Trong khi đó, nhà máy Malyshev, đơn vị sản xuất xe tăng T-64 rất khó chế tạo mới được mẫu phương tiện chiến đấu này, dù có thể còn dụng cụ và máy móc liên quan. Cơ sở này trong 37 năm qua không xuất xưởng thêm bất cứ chiếc T-64 mới nào. Trước tổn thất của cả xe tăng Nga và Ukraine trên chiến trường, một số chuyên gia cho rằng loại khí tài nặng nề, công kênh này đã trở nên lỗi thời trước mối đe dọa ngày càng tăng từ các công nghệ chiến tranh mới như máy bay không người lái tự sát, đạn tuần kích vốn có khả năng khai thác những điểm yếu nhất trên xe tăng. Tuy nhiên, phần lớn nhà phân tích quân sự đều đánh giá xe tăng vẫn là công cụ cần thiết để tạo ra những bước đột phá chiến lược và phá thế bế tắc trên chiến trường, khi được sử dụng hợp lý và có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ binh cùng tác chiến điện tử. Tư lệnh lục quân Mỹ James Mark Cornfield từng đánh giá, bạn sẽ không cần xe tăng nếu bạn không muốn thắng. Trong bài viết trên website của lục quân Mỹ, chuyên gia Robert Cameron cho rằng cả Nga và Ukraine đều hiểu rất rõ triết lý này. Diện mạo chiến trường Ukraine sau 2 năm giao tranh. Cả Nga và Ukraine đều áp dụng nhiều công nghệ mới trong giao tranh suốt 2 năm qua, nhưng cục diện chiến trường đang giống Thế chiến thứ nhất một cách kỳ lạ. Khi Nga phát động chiến sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, xe tăng thiết giáp là những khí tài nổi bật nhất. Hàng trăm xe tăng thiết giáp Nga áp sát thủ đô Kiev của Ukraine. Khi đó là thông tin được dư luận toàn cầu chú ý. Nhiều người cho rằng với sức mạnh áp đảo của tăng thiết giáp Nga, Ukraine sẽ nhanh chóng thất thủ. Như những hạn chế về hậu cần của Nga, cùng các loại tên lửa chống tăng được phương Tây chuyển giao cho Ukraine, đã khiến kịch bản này không xảy ra. Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Kiev, sau đó chuyển sang thế phản công chớp nhoáng, giành lại nhiều lãnh thổ ở Đông Bắc và miền Nam vào cuối năm 2022. Thành tựu này là tiền đề để Ukraine tổ chức chiến dịch phản công quy mô lớn từ tháng 6 năm 2023, với kỳ vọng sẽ nhanh chóng đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các vùng lãnh thổ kiểm soát. Tuy nhiên, chiến thuật tấn công thiếu hợp lý trên địa hình bằng phẳng và phòng tuyến quá vững chắc của Nga đã khiến cuộc phản công thất bại. Khi đợt phản công của Ukraine sa lầy, giao tranh biến thành cuộc chiến tiêu hao, nên hai bên chủ yếu dựa vào các công nghệ quân sự mới để tập kích đối phương, trong đó nổi bật là các loại khí tài không người lái drone. Drone của Ukraine thả lựu đạn vào các vị trí của lính Nga, khiến họ mất tinh thần khi ẩn náu trong công sự và chiến hào. Pháo binh Ukraine dùng drone để chỉ thị mục tiêu và hiệu chỉnh đường bắn theo thời gian thực, nã đạn vào quân nhân và xe tăng Nga đang cố tiến qua những khu vực trống trải. Sự kết hợp giữa drone và các loại pháo chính xác của Ukraine đã gây tổn thất lớn cho Nga. Nhiều đơn vị bộ binh và tăng thiết giáp của Nga bị pháo binh đối phương hạ trên diện rộng. Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn áp dụng chiến thuật tương tự và lật ngược tình thế. Quân nhân Nga ẩn náu trong công sự kiên cố cũng tăng cường sử dụng drone để trinh sát, giám sát chiến trường. Các đơn vị Ukraine giờ đây mắc kẹt giữa làn đạn của đối phương khi tiến công và bị những trận pháo kích của Nga xóa sổ. Sự phổ biến của drone khiến cả hai bên đều không thể mở những đợt tấn công bất ngờ. Do mọi hoạt động chuyển quân của họ, kể cả vào ban đêm, đều dễ dàng bị đối phương phát hiện và tập kích. Ngoài drone, các bên tham chiến cũng nhận ra giá trị của máy bay không người lái UAV tầm xa với khả năng tấn công mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong hậu phương địch. Nga sử dụng hàng trăm UAV Zeron 2, được cho là tương đồng mẫu Shahed 136 do Iran phát triển, như một loại tên lửa hành trình giá rẻ để tấn công loạt đô thị Ukraine. Zeron 2 bay chậm hơn so với tên lửa, có nhiệm vụ làm suy yếu phòng không Ukraine và khiến họ cạn đạn tên lửa. Chiến thuật tập kích phối hợp giữa UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga đã làm suy giảm dần năng lực phòng không của Ukraine. Để đối phó, Ukraine cũng tăng cường phát triển những UAV có thể đánh trúng mục tiêu cách xa tới 1.000 km. Về lý thuyết, có thể tập kích thủ đô Moscow và thành phố Peterburg của Nga. Các bãi tập kết, cảng, kho, đường sắt và doanh trại của Nga có thể bị chúng tấn công, làm phức tạp thêm thách thức hậu cần mà nước này đối mặt. Giới chức Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV và drone trong năm nay, với ít nhất 50% linh kiện nội địa. Nhằm bù đắp viện trợ quân sự ngày càng giảm từ Mỹ, các gói viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm bớt vì lo ngại trong nước và những cuộc xung đột khác, như chiến sự Israel-Hamas, vắt kiệt nguồn lực của Washington. Nhưng giới chuyên gia quân sự cho rằng, drone và công nghệ vũ khí hiện đại chỉ có thể làm suy yếu phần nào lực lượng tham chiến, không thể tiến hành những chiến dịch tấn công mang tính quyết định cục diện chiến trường. Kết quả là lực lượng bộ binh của cả hai bên đều có xu hướng cố thủ trong hầm hào,
công sự chia thành các phân đội nhỏ thay vì tập trung đội hình lớn để tấn công. Điều này khiến chiến trường Ukraine đang giống Thế chiến thứ nhất một cách kỳ lạ, khi tác chiến chiến hào là hình thức giao tranh phổ biến nhất. Một số người thậm chí cho rằng những viên tướng từ đầu thế kỷ 20 sẽ không gặp khó khăn gì để hiểu về mức độ dữ dội trong cuộc xung đột này. Lực lượng hai bên đều có thể khiến đối phương phải trả giá đắt cho từng mét đất mà họ cố tiến lên. Do phần lớn các trận đánh đều diễn ra ở tầm xa, pháo binh trở thành lực lượng then chốt cho cả hai bên tham chiến. Một số chuyên gia phương Tây nhận định, Ukraine cần đến 240.000 quả đạn pháo mỗi tháng để theo kịp tốc độ bắn của Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã chuyển sang chế độ sản xuất thời chiến, tăng đáng kể năng suất chế tạo đạn pháo và rocket cho pháo phản lực. Ngoài ra, phương Tây cho rằng Nga đã nhận lượng lớn đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên, song Moscow và Bình Nhưỡng bác bỏ thông tin này. Lực lượng Nga hiện tại khai hỏa số đạn pháo nhiều gấp 5 lần đối phương. Binh sĩ Ukraine nhiều nơi chỉ có thể bắn vài quả đạn mỗi ngày để cầm chân các đơn vị Nga. Việc kết hợp giữa các loại vũ khí hiện đại và đời cũ làm thay đổi động lực trên chiến trường. Một số chiến thuật mới đang được phát triển, các hệ thống vũ khí thành công được tích hợp vào chiến thuật mới. Song, nhiều loại phương tiện chiến đấu cổ điển như xe tăng vẫn tham gia các trận đánh. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, Nga có thể sản xuất 125 xe tăng mỗi tháng, đủ để thay thế số phương tiện chiến đấu bị phá hủy trong những trận đánh gần đây. Ukraine đã nhận nhiều xe tăng hiện đại từ phương Tây, nhưng chúng không thể tạo nên mũi đột phá như kỳ vọng khi vấp phải bãi mìn dày đặc của Nga. Kiev hiện chủ yếu sử dụng những cỗ máy xe tăng như lô cốt phòng thủ di động, hạn chế triển khai chúng trong các đợt tấn công xung kích. Quân đội nhiều nước trên thế giới khi theo dõi chiến sự Ukraine trong 2 năm qua đã rút ra những bài học rất đắt giá. Trước chiến sự, các nước phương Tây ước tính nhu cầu pháo các loại và đạn là rất nhỏ. Tuy nhiên, xung đột Nga-Ukraine cho thấy họ cần ngành công nghiệp quốc phòng quy mô lớn ra sao nếu chiến đấu với đội quân ngang hàng. Kho tên lửa của nhiều nước phương Tây trước chiến sự cũng rất nhỏ, phần lớn tên lửa đất đối đất trong đó là vũ khí sót lại từ thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, chiến sự Nga-Ukraine cho thấy vài nghìn quả tên lửa có thể chế tạo nhanh chóng. Chi phí thấp là thứ không thể thiếu cho chiến trường hiện đại. Các loại tên lửa tàng hình như Storm Shadow, SCALPAG với tầm bắn 250 km và độ chính xác cao, song có giá lên tới 2,5 triệu đô la Mỹ mỗi quả và rất mất thời gian để chế tạo. Do đó, quân đội nhiều nước đang tìm kiếm lựa chọn thay thế giá rẻ hơn, không chỉ tên lửa hành trình. Hệ thống phòng không nhiều lớp cũng đối mặt với bài toán tương tự. Chúng đang cần lượng lớn đạn tên lửa giá rẻ và các máy bay có thể dễ dàng tăng năng suất khi xung đột nổ ra. Trước xung đột Nga-Ukraine, quân đội nhiều nước dần dần loại bỏ xe tăng trong biên chế. Tuy nhiên, chiến sự cho thấy xe tăng được bảo vệ phù hợp trong đội hình tấn công hiệp đồng vẫn có những công dụng nhất định trên chiến trường, nhất là khi cần tung ra các đòn đánh mang tính quyết định. Vâng thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng đã điểm qua khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới. Bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm xin chào và hẹn gặp lại.